Đi Phú Quốc đi công tác xong rồi ra gặp anh đó làm bất động sản, anh chở em đi làm á, cái xong rồi say nắng luôn, cho số điện thoại về nhắn tin đó, với lại em cũng hay thả thính lung tung đó. Xong rồi á về ổng cũng nhẹ nhàng á, ổng nói nhé, tôi ngủ đêm tới sáng dậy cũng mẹ ơi tối đi nhậu không, là thấy có biến rồi, vô mở vô lấy điện thoại vô toilet xong thấy ổng đang đọc tin nhắn của người đó. Thế xong rồi mình cũng ra, mình tỏ ra mình chưa biết ổng coi tin nhắn luôn đó, nhưng mà ra rồi vẫn tỏ vẻ mặt vui vẻ bình thường Nhưng mà anh nói đó. thì sao? Rồi Dạ anh góp ý em về cái chuyện đó, anh góp ý kiểu như thế nào? chồng em á hả, Ừ. chồng em là anh ở nhà giữ con rồi thì cho em đi làm mà em như vậy em có thấy được không, cái thông tự nhiên mình thấy mình có lỗi, Ừ. mình thấy tội, mình thấy mình có lỗi ngược lại với chồng mình.